Xin chào các bạn đến với kênh Hằng Lê HG85. Các bạn thân mến, cây gối hạt là loại dược liệu được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền. Công dụng của cây gối hạt là điều trị rong kinh, đau nhức xương khớp, tiêu sưng, thông huyết, kháng viêm, sát khuẩn, phong tê thấp và nhiều căn bệnh khác. Cây gối hạt hay còn có tên gọi khác là kim kê, bí đại, gối hạt tía, mại chia, phi tử. Gối hạt là một loại cây gỗ nhỏ, thân thẳng đứng với chiều cao khoảng từ 1 đến 2 mét, thường mọc thành bụi dày. Cây phân thành nhiều cành, thân non có chứa dịch nhầy màu xanh lục. Gốc phù to có màu tía, lông mịn màu trắng. Khi về già, thân cây chuyển màu xám đen, sần sùi. Lá gối hạt thường mọc cách nhau, có chắc nhầy, phiến lá rộng khoảng từ 4 đến 5 cm. Cụm hoa có màu đỏ hoặc không có cuống. Bộ phận dùng làm dược liệu là rễ của cây gối hạt, thu hái chủ yếu vào mùa đông. Và sau khi đào lấy rễ, cần rửa sạch dược liệu, thái lát mỏng, phơi khô hoặc xé khô làm thuốc. Nên bảo quản dược liệu ở nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ẩm mốc. Theo nghiên cứu dược lý hiện đại, cây gối hạt có tác dụng ngăn ngừa và điều trị một số vấn đề sức khỏe như đau nhức xương khớp, đau bụng, rong kinh, thấp khớp cấp tính, mãn tính. Và theo y học cổ truyền, cây gối hạt có vị đắng ngọt, tính mát nên được sử dụng để sát khuẩn, kháng viêm, thông huyết và giúp tiêu sưng. Sau đây là một số công dụng và các bài thuốc trị bệnh từ cây gối hạt. Có tác dụng điều trị thấp khớp cấp tính. Để điều trị căn bệnh này, ta cần chuẩn bị 16g rễ gối hạt, 16g ké đầu ngựa, 10g dây kim ngân, 8g lá thông. Tất cả những dược liệu trên kết hợp với lá cây đơn đỏ, lá cây đơn tướng quân, lá bạc thao mỗi vị 12g đã được sao vàng hạ thổ. Tất cả những dược liệu trên đem rửa sạch với nước muối, cho vào nồi cùng với 600ml nước. Đem sắc thuốc khoảng 30 phút với lửa nhỏ, cho đến khi cạn còn khoảng 200ml thì dừng. Để nước thuốc nguội bớt và uống trong ngày. Dùng 3 lần trong ngày và uống trước bữa ăn. Uống liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ giảm dần triệu chứng thấp khớp cấp tính. Có tác dụng điều trị thấp khớp mãn tính. Ta cần chuẩn bị 12g rễ gối hạt kết hợp với 12g rễ bơm bướm, 12g gan bầu, 12g nam đằng đã được sao vàng, 12g tầm gửi cây dúi, 8g tơ mành, 8g ghễ gung gút, 16g củ thiên quế. Sau đó tất cả những dược liệu đem rửa sạch với nước muối, cho dược liệu vào nồi với 600ml nước, sắc thuốc với lửa nhỏ tới khi lượng nước còn khoảng 200ml thì dừng. Để nước thuốc nguội bớt và uống trong ngày, dùng 2-3 lần mỗi ngày và uống trước bữa ăn. Người bệnh kiên trì sử dụng bài thuốc này sẽ giúp cơn đau nhức giảm dần, triệu chứng co cứng khớp mất dần, các khớp vận động tự nhiên hơn. Cây gối hạt có tác dụng chữa sưng tấy, đau bắp chuối, phong thấp sưng đầu gối. Đối với những trường hợp này, ta cần chuẩn bị khoảng từ 40-50g rễ gối hạt đã được rửa sạch với nước muối. Sau đó cho dược liệu vào nồi, sắc cùng với 800ml nước, sắc tới khi cạn còn phân nửa thì dừng. Và bệnh nhân chắc lấy nước uống, uống ngay khi còn ấm, mỗi ngày uống một lần. Bên cạnh đó, ta cũng có thể sử dụng bài thuốc thứ hai có tác dụng chữa sưng tấy, đau bắp chuối, phong thấp sưng đầu gối. Đó là ta cần chuẩn bị 30g rễ gối hạt kết hợp với 15g tỳ giải, 15g rễ gấc, 16g cỏ xước. Tất cả những dược liệu trên rửa sạch và sắc cùng với 1 lít nước, chắc lấy nước uống 3 lần mỗi ngày và mỗi ngày sử dụng một thang. Có tác dụng điều trị đau bụng, rong kinh, giảm đau cho phụ nữ mới sinh. Ta cần chuẩn bị khoảng từ 12-15g rễ gối hạt, rửa sạch với nước muối rồi đem phơi khô. Sau đó đem sắc cùng với 400ml nước và uống ngay khi còn ấm. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng một phương pháp khác để điều trị đau bụng, rong kinh, giảm đau cho phụ nữ mới sinh. Đó là ta dùng rễ gối hạt đã được phơi khô, cho vào bình thủy tinh, đổ gỗ 40 độ vào cho tới khi ngập dược liệu, đậy kín nắp và ngâm trong khoảng 7 ngày. Khi dùng, người bệnh chỉ cần lấy khoảng 15ml rượu để uống,
dùng 2 lần mỗi ngày cho tới khi bệnh tình thuyên giảm. Các bạn thân mến, để các bài thuốc từ rễ cây gối hạt phát huy tác dụng chữa bệnh, người bệnh cần có chế độ ăn uống và tập luyện khoa học trong quá trình dùng thuốc. Và tốt nhất, người bệnh nên kiêng cữ cà phê, thuốc lá, các loại đồ uống chứa chất kích thích. Đồng thời, để tránh gặp phải tác dụng phụ khi sử dụng cây gối hạt, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Ngoài ra, những đối tượng sau đây không nên sử dụng cây gối hạt để điều trị bệnh ở xương khớp: phụ nữ mang thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú, người lớn tuổi mắc chứng thận yếu, người bị dị ứng với các thành phần có trong cây gối hạt hoặc dị ứng với các vị thuốc đi kèm theo bài thuốc. Các bạn thân mến, theo kinh nghiệm dân gian, công dụng của cây gối hạt là điều trị viêm khớp, thấp khớp, rong kinh và nhiều căn bệnh khác với hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, để biết cách sử dụng và giảm thiểu rủi ro thì bệnh nhân cần tham vấn ý kiến của thầy thuốc chuyên môn trước khi sử dụng loại dược liệu này để điều trị bệnh. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng và bài thuốc chữa bệnh từ rễ cây gối hạt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.